Lê Thanh Hải, hàng loạt sai phạm thủ thiêm sao chưa bị xử lý? Kính thưa quý vị, vài năm trở lại đây, cụm từ hạ cánh không an toàn được sử dụng nhiều trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng khi rất nhiều cán bộ xử lý hình sự sau khi đã nghỉ công tác. Và ông Lê Thanh Hải là một ví dụ điển hình như thế. Vi phạm của ông Lê Thanh Hải từ thời còn làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2006-2015. Dù đã rất lâu rồi, vẫn bị đưa ra xử lý. Điều này cho thấy không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có thể hiệu. Vậy những sai phạm của ông Lê Thanh Hải như thế nào? Ông ta đã kết nối với bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát lũng đoạn ra sao? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Như chúng ta đã biết, ông Lê Thanh Hải đã nghỉ hưu sau Đại hội Đảng 12 vào năm 2016. Tuy nhiên, tới tháng 3 năm 2020, ông đã bị cách chức Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ công vị Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. Nhiệm kỳ 2010-2015, đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng lúc bấy giờ đã kết luận ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư Thành ủy. Ngoài ra, với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2001-2006, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố và quy định của luật ngân sách. Năm 2002, luật xây dựng năm 2003. Với những vi phạm ấy, ông Hải đã bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ là 2010-2015. Do từng giữ chức vụ này hai nhiệm kỳ từ năm 2000-2010 và từ 2010-2015 và chỉ bị cách chức một nhiệm kỳ nói trên. Ông Hải vẫn là cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2005-2010. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, thì báo Thanh Niên đã đặt câu hỏi về dự án Thủ Thiêm. Ông Lê Thanh Hải nói, giờ tôi nghỉ hưu rồi, có làm được gì mà trả lời. Ông Lê Thanh Hải có thể nghĩ rằng, ông về hưu rồi thì không cần phải trả lời những người dân Thủ Thiêm vì ông mà phải tha phương trên chính đất tổ, quê cha của mình nữa. Thế nhưng không, Đảng và Nhà nước đâu có quên ông. Một cán bộ đã nghỉ hưu từ 8 năm trước, 4 năm sau bị Đảng gọi tên, cứ nghĩ là thôi, mọi việc sẽ trôi vào quên lãng. Thế nhưng ở 4 năm sau nữa, thì ông Hải lại tiếp tục bị Đảng gọi tên. Đầu tiên thì ông xuất hiện trong phóng sự của nhan đề là kiểm soát quyền lực, ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đài Truyền hình Nhân dân. Đăng tải vào ngày 20 tháng 4, sai phạm của ông Lê Thanh Hải đã được lấy ra làm ví dụ cho sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước dẫn tới vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Vào ngày 8 tháng 5, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải do chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát, gần một tuần sau, vào ngày 14 tháng 5, đã lên đến cấp cao hơn, đó là Bộ Chính trị, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Quy trình tiếp theo là gì? Sẽ là khởi tố vụ án, bắt tạm giam và truy tố hay chăng? Liệu ông Lê Thanh Hải có phải ra trình diện trước công lý hay không? Để mà người dân Thủ Thiêm cuối cùng cũng có được câu trả lời thỏa đáng. Tại sao phải mất 8 năm hai lần kỷ luật người dân Thủ Thiêm mới đợi đến khi công lý được đền bù? Điều này có liên quan gì đến phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát vừa kết thúc vào tháng 4 vừa qua, với phán quyết Trương Mỹ Lan phải lãnh hình phạt cao nhất đó là tử hình trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB gây thiệt hại lên đến 27 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng này trong vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, bà Lan cũng sắp ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thông qua SCB phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt đến hơn 1 tỷ đô la của người dân khắp cả nước.
dư luận cho rằng bà Lan không thể một tay che trời ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm nếu không có sự chống lưng của các quan chức lãnh đạo cấp cao. Trương Mỹ Lan đã phải trả giá. Giờ là lúc mà những kẻ đứng sau lưng bà, những con sâu mọt, hại nước, hại dân phải trả lời trước pháp luật. Luật pháp nghiêm minh lò vẫn luôn cháy, sẽ không để bất kỳ vi phạm nào có thể lọt lưới, hạ cánh an toàn. Hiện chưa rõ, với hậu quả được đánh giá là rất nghiêm trọng, lãng phí rất lớn, thì ông Hải sẽ đối diện với mức kỷ luật nào. Hiện đảng ta có 4 mức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Theo điều lệ đảng thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ có quyền áp dụng 2 mức kỷ luật thấp, còn 2 mức kỷ luật cao thì phải trình ra, Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Cũng chưa rõ án kỷ luật của ông Hải có dẫn đến việc ông bị truy tố hình sự hay không. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, dù đã về hưu nhưng vẫn bị truy tố bỏ tù, như trường hợp Đinh Đa Thăng bị truy tố hình sự sau khi bị kỷ luật đảng. Điều này cho thấy, tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh kịp thời. Từ Kiến Thắng Nguyên sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp rà soát các công việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10, thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng sớm kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Vâng, các bạn thân mến, xin mạn phép cho rằng vấn đề dự kiến tháng 10 tới sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao được rất nhiều người quan tâm. Vấn đề này không chỉ là một bước quan trọng trong việc duy trì ổn định chính trị mà còn phản ánh các thay đổi cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Sự kiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao trong tháng 10 tới có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. 1. Nhu cầu tái cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh thay đổi kinh tế xã hội và chính trị. 2. Công cuộc chống tham nhũng và tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các thay đổi nhân sự. Việc kiện toàn này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách lớn của đất nước trong thời gian tới. Cùng với đó, sự thay đổi lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và niềm tin của các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Các lãnh đạo mới cần phải có khả năng đưa ra những quyết định mạnh mẽ và chính xác, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn kinh tế và áp lực quốc tế gia tăng. Ngoài ra, công chúng kỳ vọng rằng những người được chọn sẽ là những cá nhân có tài năng, tâm huyết và quyết tâm cao để đưa đất nước phát triển, đồng thời giữ vững các giá trị cốt lõi của dân tộc. Thường trực tiểu ban văn kiện đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm chuẩn bị văn kiện Đại hội 14, đảm bảo hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã dày công xây dựng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và bài học quý báu của Đảng ta. Công tác tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ nhân sự đủ sức ngang tầm nhiệm vụ đang được thực hiện rất khẩn trương. Các tiểu ban đã triển khai tích cực hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, các lực lượng vũ trang tiếp tục được xây dựng tinh gọn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực tự cường, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình ổn định, an ninh trật tự, đủ sức ngăn chặn và đáp ứng với khả năng chiến tranh hiện đại, đảm bảo lực lượng vũ trang nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là niềm tự hào của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Thực hiện chương trình đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 8 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, dự Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ. Người đứng đầu Đảng Nhà nước khẳng định những hoạt động đó tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng ta, đồng thời củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy lợi ích quốc gia và các cơ hội phát triển mới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác, gồm tập trung lãnh đạo bảo đảm bứt phá tăng tốc sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.
tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong cuộc sống và lao động sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để đẩy lùi nguy cơ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ 14 đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người. Ông nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan trung ương và địa phương, từng tham gia nhiều khóa trung ương. Tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác nhưng vẫn rất tâm huyết trách nhiệm, có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn ghi nhớ công lao, nỗ lực học tập, kế tục phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin tưởng rằng với nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Điều ít biết về một thiếu tướng công an. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03. Quyết định điều động của Bộ Công an với ông Nơi được công bố tại Quảng Ninh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ thay Trung tướng Phạm Thế Tùng, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an hồi giữa tháng 7. Người thay ông Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tên thật, Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội, cấp bậc hàm thiếu tướng. Ông từng là Phó Giám đốc Công an Cần Thơ trước khi trở thành người đứng đầu Công an tỉnh An Giang vào tháng 6 năm 2020. Đến cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an tiếp tục điều động ông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, ông giữ chức Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03. Điều đặc biệt là ở ông là vừa có sự chân thành, ấm áp của người miền Tây, nhưng cũng vừa là người chỉ huy hết sức quyết liệt cho công việc. Tại An Giang, ông Nơi lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm, là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Tháng 8 năm 2022, ông Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thăng cấp hàm thiếu tướng vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. Trong bài viết với tiêu đề "Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cán bộ đi luân chuyển thì phải rèn luyện, phấn đấu, chứ không phải đi học việc", đăng tải trên báo An ninh Thế giới, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chia sẻ về những áp lực mà ông gặp phải khi là người chỉ huy và trực tiếp chỉ đạo một loạt vụ án lớn. Ông nói, khi làm việc tôi suy nghĩ đơn giản thôi, trong đấu tranh phòng chống tội phạm đối với các vụ án lớn, có ban chuyên án luôn sát cánh với mình là người thủ trưởng đơn vị. Trong quá trình đấu tranh với các vụ án, phải có sự bàn bạc công khai dân chủ, có sự đánh giá rất rõ ràng đường đi nước bước của ban chuyên án, làm sao để đạt được yêu cầu. Một số vụ án lớn có hai vấn đề phải đạt được. Một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên. Hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng công an quyết tâm cao. Không chùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế. Nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng công an phải làm triệt để. Ví dụ như tại thời điểm phá vụ buôn lậu 51kg vàng do trùm buôn lậu 10 tường, tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 54 tuổi. Trú tại huyện An Phú, An Giang, cầm đầu. Đối tượng trốn sang nước ngoài, nếu lúc đó công an không nhanh thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa. Thời điểm đó dịch Covid-19 nên công tác truy vết, truy bắt hết sức khó khăn. Mặt khác, yêu cầu đối nội, đối ngoại với nước bạn càng phải thận trọng và tuân thủ pháp luật hai nước. Trước câu hỏi, thực tế hiện nay nhiều đối tượng phạm tội cũng có những mối quan hệ rộng. Vậy ông đã bao giờ gặp phải chuyện bị can thiệp và xử lý những tình huống này như thế nào? Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thẳng thắn đáp rằng, với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng, còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được. Đấu tranh với các loại tội phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đó là quan điểm của Đảng, quan điểm của ngành công an. Thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình, có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi.
Thời gian qua, vụ án do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án liên quan tới cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, trước đây từng là đồng đội của ông, đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tâm sự, với các vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn, nhưng đây là trách nhiệm của nhân dân giao thì mình phải làm. Quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng. Công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân, chứ không phải mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân. Muốn xử lý vụ án lớn, đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh. Anh có dám xử lý hay không? Nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết. Nếu không xử lý nghiêm, rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay. Đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng, cảnh tỉnh nhiều người, vì vậy những người vi phạm dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải xử lý thôi. Khi còn mang hàm đại tá nói về vụ tội phạm bỏ 20 tỷ chạy để điều chuyển mình, ông Đinh Văn Nơi cho hay: "Tôi chưa và không bao giờ vì điều này mà chùn bước hay lung lay quyết tâm tấn công các loại tội phạm." Cùng với đó, sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh An Giang, ông Nơi cho hay: "Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có bất cứ khó khăn áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng." Vào năm 2020, ông đã sẵn sàng nói: "Đồng chí nào không lập công có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng tham ô hối lộ, chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể con cháu là ai." Tiếp đó, ông cũng nói: "Có chức đã khó, giữ được chức lại càng khó. Có chức thì phải lập công, giữ chức là phải giữ gìn bản thân mình." Trong những phát biểu đanh thép của Đại tá Đinh Văn Nơi đã để lại dấu ấn mạnh, nhất là câu nói: "Tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước. 30 tường là tôi lụm rồi." Ngoài ra, ông nhấn mạnh, khi xác lập chuyên án, giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu. Mà lựa mấy người nào có quen lớn, có thế lực, có bảo kê là tôi bắt trước. Tôi bứng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào. Tới đây là còn nữa. Càng quen lớn càng lộng hành thì càng bắt. Có như thế xã hội mới bình yên được. Cùng với đó, ông cũng có một nguyên tắc trong gia đình như sau. Nguyên tắc trong gia đình tôi là không bao giờ can thiệp vào chuyện công việc của nhau. Tất cả những công việc liên quan đến đơn vị, gia đình tôi không bao giờ biết. Nên các đối tượng mà có tiếp cận gia đình tôi thì cũng bằng không thôi. Vì người thân của tôi chẳng biết gì về công việc của tôi, cũng chẳng có ý kiến gì. Rằng anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia. Khi về nhà là tôi không nói chuyện công việc, ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình, hát tặng mọi người một vài bài, thế thôi. Các con tôi đều học trong nước, nhưng hai cháu học rất tốt. Đó là điều tôi rất yên tâm về gia đình. Ông cũng chia sẻ về bà xã cũng là người trong lực lượng như sau. Vợ tôi cũng công tác trong ngành, cha tôi từng là bộ đội, gia đình hai bên đều là đảng viên, nên đều hiểu công tác công an, hiểu được đặc thù của ngành công an. Khi nhận công tác ở Quảng Ninh, không chỉ tôi mà cả gia đình cũng cảm thấy tự hào rằng người thân của mình được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, tin cậy. Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, bà cũng rất tự hào, rất vui vẻ khi con được điều động ra Bắc đảm nhiệm công tác. Đó là niềm tự hào rất lớn đối với gia đình. Từ đó tôi luôn tâm niệm cần phải giữ gìn và trân trọng. Ở xa thì sẽ có cách chăm lo cho gia đình không giống khi mình ở nhà. Cách chia sẻ động viên quan tâm lo lắng cho gia đình cũng phải có cách chia sẻ động viên quan tâm phù hợp. Có khi lâu lâu mới được về gặp mẹ, gặp vợ con. Cùng một bữa cơm, mình hát một vài bài tặng mẹ thì mẹ cũng cảm thấy ấm áp. Rằng con trai đi xa như thế nhưng vẫn nhớ về mẹ. Với bà xã cũng thế, chia sẻ chút chút. Thế cho không khí gia đình ấm áp vui vẻ. Nhiều người còn nhớ câu nói quyết liệt nhưng thẳng thắn của ông Đinh Văn Nơi. Ít khi ở lĩnh vực nào quan chức phát biểu một câu đại loại như vậy. Nói như vậy là không hề e tội phạm, dù chúng có quan hệ với những người có thế lực. Nhiều người thầm lo cho ông Đinh Văn Nơi với lối suy nghĩ thông thường. Để nói được vậy, người ta cần gì? Về nguyên tắc thì cần niềm tin. Tin bản thân không làm gì sai. Nếu có sai thì không vì tư lợi sẵn sàng nhận. Coi sự nghiệp của mình là hiệu quả thực hiện việc chung, việc nước chứ không phải chức tước. Tự tin mình sống ổn, nếu mức sống cao thì có thu nhập cao từ gia đình, công việc chính đáng khác. Nếu thu nhập thấp thì sống thanh bần, để người coi trị an ở khu vực địa bàn, nổi tiếng buôn lậu, không cần nghĩ gì về tiền phi pháp. Hiệu quả thấy rõ, chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh đã xóa sổ nhiều tên tội phạm, nhiều ổ nhóm cộng cán, nhiều kẻ nhơn mặt pháp luật giờ ra đầu thú vì biết không thoát khỏi lưới trời pháp luật. Ông Nơi là một thành công của cá nhân ông khi nói được làm được. Nhưng không chỉ thế mà đó là thành công của ngành công an.
khi có một người như vậy được dư luận xã hội bày tỏ sự yêu quý, tin cậy qua những gì ông đã làm. Ông cũng là minh chứng cho niềm tin của nhân dân với chính quyền về việc một người như vậy sẽ được ngành, được đảng, chính quyền tin tưởng, bảo vệ. Ngành công an và cách mạng cần có nhiều người tạo niềm tin như vậy. Những nỗ lực của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã góp phần rất lớn trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội của ngành công an. Và cũng từ những lời khan ruột của vị giám đốc công an tỉnh mới thấy rằng có rất nhiều tấm gương sáng trong lực lượng công an, từ đó tạo nên một sức mạnh có những dấu ấn đáng ghi nhận. Hướng Đinh Văn Nơi nói được làm được. Trước đó trong buổi phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi đã quyết tâm phấn đấu vươn lên không ngừng học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích kết quả và truyền thống quý báu của nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ninh, vun trồng xây dựng các giai đoạn trong nhiều năm. Đến nay, những vụ án bị ông phanh phui đã phần nào minh chứng cho những gì ông nói. Trước câu nói, sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giờ đây được luân chuyển ra Bắc, ông có gặp khó khăn gì về vấn đề vùng miền, ví dụ như sự khác biệt về bản sắc văn hóa hay không? Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay, ở công an tỉnh Quảng Ninh cũng như tỉnh An Giang, những cán bộ công tác tại đây thì người địa phương hầu như rất ít, chủ yếu là người từ nơi khác tới. Tôi thường ví von rằng nếu như vùng đất là một tổ chim thì có rất nhiều con chim từ các hướng khác nơi bay về đây tụ hội. Nên tôi không gặp khó khăn mấy vì sự khác biệt văn hóa, vì khi đã luân chuyển cán bộ, ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành. Hơn nữa, tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội, đã quen với gian khổ, rèn luyện vất vả rồi, nên thế nào tôi cũng đáp ứng được. Bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn, vất vả, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Nơi mà đồng bào có lúc, có nơi trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu hết được chủ trương của Đảng, Nhà nước, chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, thì tôi muốn đến đó giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo quan điểm của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an, từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ người dân. Đó là những việc giúp tôi trưởng thành, tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu rèn luyện. Trong An Giang, đời sống người dân cơ bản còn nhiều khó khăn. Ở Quảng Ninh thì đời sống kinh tế của nhân dân tốt hơn, mức sống của người dân Quảng Ninh cao hơn, nên vấn đề phát sinh tội phạm lặt vặt là ít. Ở một môi trường xã hội phát triển kinh tế cũng là cơ hội phát sinh tội phạm. Môi trường sẽ có những loại tội phạm đặc thù khác nhau. Người chỉ huy thì ở đâu cũng là rèn luyện, nên An Giang hay Quảng Ninh thì với tôi cũng không gặp khó khăn gì. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh An Giang, người dân biết đến ông Đinh Văn Nơi không chỉ qua những phát ngôn chỉ đạo và đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn là người đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để người dân gọi khi cần. Điều này cũng giúp ích cho công việc khi ông chuyển công tác từ Nam ra Bắc. Về những khác biệt khi chuyển công tác từ Nam ra Bắc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, nói đến vấn đề số điện thoại cá nhân công khai làm đường dây nóng là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ, khi một mình đến đó anh không có bà con họ hàng, nếu không được cán bộ nhân dân địa phương ủng hộ thì rất khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng, ở đây tôi không có áp lực gì. Tuy nhiên khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi. Khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển. Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian. Nhưng ở đây mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế. Qua đó cũng là một kênh nắm thông tin giám sát cán bộ, ví dụ như ở huyện A. Có tình hình lao động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo nhưng tôi đã biết. Đó là mình chủ động, chứ không để mình rơi vào thế bị động. Mà nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh. Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi khác bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá. Người dân điện thoại cho anh phải xử lý mà phải xử lý cho hiệu quả. Thì mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân. Người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để. Người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi ở vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để cho người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận. Cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ.
Trước những lời ca ngợi ông trên mạng xã hội, đặc biệt là sau khi ông chỉ đạo triệt phá những vụ án lớn thời gian gần đây, ông có sử dụng mạng xã hội để biết người dân bình luận gì về mình không? Tướng Đinh Văn Nơi nói, trong quá trình làm việc, tôi luôn nghĩ rằng người dân thương mình mới động viên mình, không thương thì sẽ không động viên. Bởi người dân mình rất rõ ràng, minh bạch. Tức là anh có công thì người dân ghi nhận, khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết. Đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm trưởng công an huyện, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, giám đốc công an tỉnh An Giang và bây giờ về Quảng Ninh công tác là phải luôn dựa vào dân. Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì mình phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mình mới làm việc với địa phương. Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân là mô hình rất hay, nó rất thật, nhưng quan trọng là người lãnh đạo chỉ huy có tổ chức thật hay không. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng lúc nào còn được làm thì phải phục vụ tốt người dân. Tôi biết mình được người dân quý. Nóng, Sơ Minh Tuệ để lộ hai bức tâm thư, tiết lộ toàn bộ sự thật kinh hoàng. Hóa ra đây là lý do bỏ tất cả để đi tu tập. Thầy Thích Minh Tuệ 36 tuổi, vào chùa tu 2 năm, đến năm 2018 là thầy 38 tuổi. Thầy bắt đầu rời chùa đi khất thực cho đến nay là 42 tuổi. Trong 2 năm ở lại chùa từ năm 2016 đến 2018, thầy vẫn có dùng điện thoại, có trang Facebook cá nhân để liên lạc với người thân và gia đình. Thầy vẫn trả lời câu hỏi khi bạn bè hỏi. Vào tháng gần cuối năm 2018, trước khi quyết định đi khất thực, thầy để lại hai bài đăng cuối cùng trên trang Facebook cá nhân để giải thích cho bạn bè và người thân hiểu vì sao thầy đi khất thực và giải thích thầy thực hành theo lời dạy của Phật Thích Ca như thế nào. Lúc còn ở tại chùa từ năm 2016 đến năm 2018, thầy nói chuyện với mọi người, thầy xưng hô bằng sư để muốn nói rằng thầy không còn là cư sĩ nữa, thầy đã đi tu. Cuối năm 2018, thầy không dùng Facebook nữa và vứt bỏ luôn điện thoại để lên đường đi khất thực và thực hành theo lời dạy của Phật. Từ đó đến nay là năm 2024, thầy xưng hô là con với mỗi người và chúng ta có được thầy Minh Tuệ như bây giờ. Và sau đây là hai bài đăng cuối cùng trên trang Facebook cá nhân của thầy. Bài viết thứ nhất thầy viết và đăng lên Facebook vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Có nhiều người còn thắc mắc về ta tại sao lại đi tu, có bị bệnh tật gì không, vì động lực gì vậy, hay có bị vấn đề gì không, tâm trí có bị rối loạn thần kinh gì không, thất tình, không lấy được vợ, thất bại trong công việc, không có việc làm, không làm được mà ăn hay bị gia đình bỏ. Những thứ như vậy không đến với ta mà ta đi tu ở đây trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Vì ta bị dục lạc thế gian dẫn dắt và chi phối nên ta phải làm nô lệ cho chúng nên khổ. Và từ đó ta bị khổ áp bức, ta muốn thoát khỏi khổ ách, ta bị sinh già bệnh mất, áp bức và chúng chi phối, ta muốn làm chủ sinh già bệnh mất và thoát khỏi sinh già bệnh mất, nên ta đi theo con đường của Đức Phật, học tập sống đời sống phạm hạnh vô thượng an ổn, thoát khỏi khổ ách, sống phạm hạnh đó là cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo, sống đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, ba y một bát. Thực hành hạnh khất thực xin ăn. Khất thực là nghề tệ nhất thế gian. Ta với cái bát đi chỗ này đi chỗ khác xin ăn. Còn ở thì ta ở nơi nghĩa địa, bãi tha ma, nghĩa trang liệt sĩ, đền, chùa, miếu hoang, khu rừng, đồi núi, nơi gốc cây, nơi bãi đất trống, nơi nhà trống, nhà bỏ hoang, ngoài đồng, những nơi thành vắng, các bến bãi, công sở. Sống đời sống du tăng khất sĩ này đêm mai đó, đến nơi nào thuận duyên ta cũng có thể sống lâu dài và khất thực xin ăn. Nếu bạn bè và người thân của ta gặp ta khất thực trên đường hay nơi nhà này hay nhà khác, xin hãy đừng thấy vậy mà xấu hổ, buồn khổ như vậy. Thời đem lại bất hạnh cho mọi người, nếu vui vẻ thì bố thí cho ta ít vật thực, ăn chay. Ta không nhận tiền, vàng bạc hay vật quý. Nếu không bố thí thì cũng đừng chất vấn làm khó ta. Nếu trong khi ta đang tu học không may mất tại nơi nào, mọi người có nhận ra thấy người mất thì không cần báo cáo ai cả, không cần chôn cất gì. Xin cho ít củi về khỏi ô nhiễm môi trường là được. Bài đăng thứ hai là thầy đăng vào ngày 22 tháng 11 năm 2018. Hôm nay sư chia sẻ đôi điều về con đường tu học của mình cho mọi người biết, khỏi thắc mắc sư học đạo gì. Cái mà sư theo học là giáo lý vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 1. Bốn thánh đế: khổ, khổ tập, khổ diệt đạo. 2. Con đường thánh đạo 8 ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 3. Bảy phẩm chờ đạo: 5 căn, 5 lực, 4 vô lượng tâm, 4 bất hoại tịnh, 4 chánh cần, 4 niệm xứ, 7 giác chi, 4 như ý túc. 4.
Lý Duyên Khởi, 12 nhân duyên. Đó là toàn bộ những gì sư đang theo học và thực hành để đưa đến khổ diệt. Thầy Minh Tuệ từng nói thầy chỉ là người học tập cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy. Thầy không nhận làm thầy bất kỳ ai. Khi có người xin đi theo thầy bộ hành về Hà Giang, thầy đáp, nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không đuổi ai cả. Việt Nam cũng không xa lạ khi thỉnh thoảng ta vẫn gặp những vị sư vừa đi vừa lại trên quốc lộ. Hạnh đầu đà khổ hạnh là một thực hành Phật giáo cũng quen thuộc và phổ biến, mặc áo vá, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi và hưởng thụ. Ở các nước theo Phật giáo nguyên thủy, không ai xa lạ gì với điều này. Tóm lại, hành trạng của ông Thích Minh Tuệ không có gì kỳ quặc hay kỳ quái cả, thậm chí nó gần hơn với hình ảnh Đức Phật và Tăng Đoàn trong quá khứ. Và cũng vì thế những bình luận tỏ ra ngạc nhiên là một loại hành vi thể hiện sự kém hiểu biết nếu không phải là ác ý. Riêng về ông Thích Minh Tuệ với những clip tôi coi được, thì thấy rằng đây là một người ăn nói có phần vụng về nhưng mộc mạc thật thà. Ông luôn nói đi nói lại rằng việc đi như thế là để tập học và ông không nhận mình là thầy của ai cả. Ngược lại, một mực xưng con với tất cả mọi người. Ông nói việc xưng hô như thế là một cách để tự nhắc rằng mình chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu cho mọi người có tâm hướng thượng. Ông cũng không nói điều gì cao siêu huyền bí. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thì ông chỉ luôn lặp lại là giữ giới và làm việc tốt. Với ông, giữ giới là cốt lõi của tu hành và điều này là rất đúng đắn. Đức Phật Thích Ca sắp qua đời, học trò lo lắng rằng không biết sẽ nương tựa vào đâu khi thầy mình mất đi. Đức Phật đã căn dặn, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Đó là hai người thầy lớn nhất và sáng suốt nhất. Với Phật giáo, giữ giới là điều căn bản nhất. Anh có thể thuyết giáo cao siêu đến đâu, nhưng nếu anh không giữ giới thì không đáng tin. Ví dụ, một trong những giới của người xuất gia là không giữ tiền bạc. Ai làm được thì đó là đệ tử chân chính của Phật. Ngày nay chỉ một giới ấy thôi, nhưng hầu hết đều phạm. Không những thế, còn bày mưu tính kế, thao túng tín đồ để sống xa hoa với xe xịn, đồng hồ hiệu, chùa chiền như cung điện, tiền hô hậu ủng như vua chúa. Như chính ông Minh Tuệ đã nói, rằng ông chỉ là một người đang tập học, cố gắng sống đúng với lời Phật dạy. Ông không nhận làm thầy hay dạy dỗ ai, cùng lắm là chia sẻ vài lời nếu bị ép quá. Vì thế mỗi người cũng cần tôn trọng điều đó, có thể yêu quý tôn trọng, nhưng không nên sùng bái cá nhân và thần thánh hóa một vị tu sĩ đang tìm cách làm chủ cái tâm của mình, như chính lời ông nói. Và quan trọng hơn, có lẽ nên để yên cho ông ấy tu hành, đừng săn đón, săn lùng để đưa lên mạng. Người như tu sĩ Thích Minh Tuệ trở thành của hiếm trong hoàn cảnh hiện nay, vì thế hình ảnh ông một mặt trở thành tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng mặt khác cũng sẽ gây đố kỵ, thậm chí tìm cách gây hại. Việc tung hô ông quá mức hoặc dùng ông để chỉ trích những người giả tu vô tình có thể khiến ông gặp nguy hiểm. Nên bảo vệ những người như ông bằng cách bớt quấy rầy và bớt tung hô, và tốt hơn hết là lặng lẽ học ở ông những điều tốt đẹp, phù hợp với cuộc sống của bản thân.